Pháp ngữ trong Kinh Kim Cang Tái bản lần thứ tư Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Giới Hương Nhà xuất bản Hồng Đức 2018 Chương 4 Kết luận Đức Phật dạy nếu chúng ta vô minh không nhận được tánh Kim Cang bát Nhã Ba La Mật này thì sẽ như bà già mù đi trong rừng xương. Mê mũi chấp có ta, người, chúng sanh, thọ giả là ma lực của vô minh. Bà già ấy vì mù tối nên sẽ không sáng suốt như bố thí thì mong cầu phước hữu vi sung sướng rồi lại đi vào đường khổ vướng mắc sanh tử. Cho nên bây giờ muốn sáng suốt thì chúng ta phải gỡ sự mù tối ở trong mắt ra, đừng để cho mù nữa. Một con mắt mù là do sự chấp ngã làm mù và một con mắt kia bị mù là do chấp pháp nó làm mù. Chúng ta mù là bởi vì chúng ta không thấy đúng sự thật đã không thấy đúng sự thật mà còn thấy sai nữa và do sự sai lầm này làm cho mình mê lạc trong mười loại chúng sanh. Thí dụ khi bố thí, chúng ta cứ chấp có ta là người bố thí, có người là người nhận thí và có vật quà để bố thí. Cho nên hễ người nào là thân với mình, khen mình, hay cho mình nhiều quà cấp thì chúng ta thích và cho là người tốt. Nhiều khi có người làm bậy nhưng chúng ta vẫn cứ khen. Còn người nào thẳng thắng, thật thà, không cho mình quà bánh, cũng không khen hay lân mẫn thì chúng ta coi thường lạnh lẽo, không thích họ. Có những người tốt, làm điều phải thì chúng ta lại cứ chê cho là xấu, là bậy. Cho nên, Đức Phật dạy không có trí tuệ kim can, không thấy được sự thật, sẽ như bà già mù đi trong rừng xương sò. Đức Phật khuyên không chấp ta, người, chúng sanh, thọ giả mới thật là người tinh kinh kim cang mới thật là kính thờ vô số phật đức phật bảo thêm không có tướng pháp tướng phi pháp nhưng nhớ lúc qua sông chúng ta cần cái bè bây giờ lên bờ rồi thì chúng ta bỏ bè lại nhưng để bè lại chứ không phải là phá hư cái bè để cái bè đó cho người khác cần đến thì sử dụng cũng như uống thuốc để trị bệnh khi hết bệnh rồi thì không uống thuốc nữa nên để thuốc cho người khác dùng chứ không phải phá hủy thuốc đó đi thân vàng kim sắc của Đức Phật mà còn là hư vọng thì bao nhiêu cái thân uế trượt như chúng ta đây đều không có thật. Đức Phật không cần nói những thân khác, Ngài chỉ lấy ngay thân của Ngài để minh bạch rằng sắc thân và hình tướng là hư vọng huyền ảo. Lìa cả sắc, lìa cả tướng thì mới sống với tánh kim cang bát nhã này được. Có nhiều người nếu không học các kinh đại thừa như Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang thì bao giờ mà biết Phật thật cả, chỉ sống trong ảo giả, trong đường mê mà cứ cho là thật. Sống cho những tướng và cảnh sống đây là thật. Cho nên nhờ học Kinh Kim Cang hôm nay giúp chúng ta trở về với mình, với cái thật của ta. Còn hình tướng thì đều hư giả. Đừng khởi tâm yêu thích bám vào thân mình, đừng ích kỷ tật đố. Dùng trí Kim Cang để buông tâm yêu thích thân ái ngã, biết có thường thân này để phụng thờ tam bảo, phục vụ đại chúng. Cuộc đời sanh tử đều hư vọng. Thân như bóng chớp, chiều tà. Quan cảnh cũng thế vừa mưa rồi chợt nắng, vừa mới sáng rồi lại tối. Nay chuyện này mai chuyện khác luôn chuyển thay đổi. Như bông hoa sáng tươi, chiều héo, như bóng bóng nước chợt thấy liền tan, đều là những cái không có. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, ăn cơm uống nước bào chế ra máu, bào chế ra da thịt, tạo ra đống đất này, rồi hít thở không khí lãnh nắng ấm mặt trời để giữ thân và nương tựa vào thân này sống chết với cái này và cứ thế vẫn theo thói quen vơ vào những giả tạm trong nhiều đời kiếp bây giờ chúng ta sống với cái chân thật của mình tuy là vô sanh bất diệt nhưng tâm mê của chúng ta vẫn cứ chạy theo những hư vọng cho nên biến hóa hết thân này sang thân khác vì vậy pháp ngữ trong kinh kim cang là mở con mắt trí tuệ cho chúng ta khiến cho chúng ta sống với tánh bát nhã của mình. Khi chúng ta nhận thân kim cang thường còn, đừng nhận thân hư vọng này là chúng ta hết mù một con mắt về ngã. Nhân cảnh thường trụ, đừng nhận cảnh hư vọng này là của mình tức hết mù con mắt về pháp. Giác tỉnh được ngã pháp là tỉnh được tánh kim cang. Những gì chúng ta đang thấy là trong mê lầm gọi là kiến hoặc cái nhìn sau lầm tỉnh ra và phá được kiến hoặc gọi là chứng tu đà hoàng. Phá được tư hoặc suy nghĩ sai lầm sẽ chứng Anaham, quả vị á thánh của tiểu thừa. Nếu ngay nơi thân giả tạm này đây mà chúng ta nhận được tánh đang nghe, đang thấy, đang nếm, đang ngửi là tánh kim cang bát nhã thì chúng ta sẽ thành Phật. Ba già nghĩ là già cỗi lắm rồi, đã lâu lắm rồi sống với vô minh mê hoặc sự ngu si mù lò này chúng ta đã sống với nó quá lâu khiến nó gần như là thể chất của mình rồi và cứ nhận sự vô minh ấy là tôi bây giờ muốn nhận ra nó không phải là mình thì chúng ta phải có công phu bền bỉ giống như tờ giấy chúng ta đã gấp lại rồi lâu ngày vết gấp rất rõ rệt khó phai khi mở tờ giấy ra vết hằng vẫn còn đấy chúng ta cần bẻ ngược lại vết hằng ấy để nó từ từ phôi phai đi và sẽ mất hàng dấu vết trong sự tu tập chúng ta cũng thế. Nghĩa là chúng ta phải biết từng niệm quán tứ niệm xứ, quán tánh kim cang và phải quán liên tục ta mới nhận ra và bỏ dần tập khí chấp ngã và pháp. Còn nếu không, mỗi ngày sáu căn tiếp xúc sáu trần, chúng ta cứ đưa mắt nhìn, tai cứ nghe hàng vạn lần, mũi cứ ngửi, lưỡi cứ nếm, thân cứ tiếp xúc, ý cứ tu pháp trần thì đều là trong chấp ta có cuộc đời của mình ngoài chấp cảnh môi trường sống xung quanh. Mỗi một ngày hiện tại chúng ta học kinh kim cang nhưng hàng ngày chúng ta vẫn tập sự ngu si mù loại. Mỗi một lần đưa mắt nhìn, ý thức liền cho ngay là cái tôi đang nhìn. Tôi đây đang thấy chùa chiền, đường xá, cây cảnh, sông núi. Tôi đang có con mắt, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc, ý biết. Tức đang có sáu căn là cuộc đời của tôi và sáu trần là cảnh chung quanh tức vẫn đang có những chấp ngã pháp kết tuổi chung quanh. Tu tập là đi ngược dòng thói quen. Chúng ta tập buông sự chấp ngã, buông niệm chấp có thân, tâm, cảnh và cuộc đời của mình. Mặc dù chúng ta học Kim Cang Bát Nhã rồi nhưng chúng ta vẫn kết sự si ám, vẫn cứ thuần kết sự mù lòa làm mình. Cho nên bây giờ mỗi một niệm chúng ta phải tập tỉnh ra, mỗi sự xúc chạm, căng trần phải nhận ngay vô ngã và vô pháp. Phải có công phu nghiêm ngặt như vậy thì chúng ta mới chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hoàng, Anaham và mới thực chứng A-La-Hán và tiến đạt đến các quả vị quả vị Thánh Tiểu Thừa. Đó là chúng ta học cách tu tập của Pháp Tiểu Thừa đã để nhận từng niệm của mình. Tiến lên Đại Thừa, Kinh Kim Cang dạy chúng ta tập nhận từng niệm để độ tất cả chúng sanh. Mỗi một niệm tham là một con ma. Mỗi một niệm sân là con rắn hay con quỷ. Mỗi một niệm khởi lên là một loài noãn sinh, thay sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng. Chúng ta phải đủ cho hết 10 loài chúng sanh ấy nghĩa là tỉnh ra, đừng nhận niệm ấy là thật, để nó tan đi. Chúng ta từng niệm, từng niệm độ chúng sanh trong tâm của mình. Hàng ngày đổ cho chúng nó vào vô dư niết bàn, trở về tánh vô sanh, không có loạn niệm nữa. Chúng ta an định vào cái thật, suốt ngày chúng ta phải đối với từng niệm để cho nó tỉnh ra, đấy là việc đầu tiên chúng ta phải làm. Bên ngoài sáu căn đối với sáu trần, chúng ta biết là huyễn, là vô ngã, cho nên không có chấp sắc, thành, hương, vị, xúc, pháp. Biết tất cả là huyễn nên việc đầu tiên là buông xuống, như thế gọi là không chấp. Trình độ buông được vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh chỉ mới là đạt được tông chỉ của tiểu thừa. Nhưng trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy Bồ Tát phải bố thí, nghĩa là Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh và trước khi tu lục độ vạn hạnh, Bồ Tát phải tu trình độ tiểu thừa, phải giải thoát được các vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Chúng ta tập buông đi và tập đối xử với mọi người bằng tâm Bồ Tát, tâm từ bi, hí xã, tâm lục độ vạn hạnh. Tập được tâm nào, tập được đến đâu thì quý đến đó. Đây là Phật sự của người học Đại Thừa và trong Đại Thừa chúng ta phải xong các pháp quán của Tiểu Thừa. Nếu chưa có Tiểu Thừa mà nói Đại Thừa thì vô lý. Chưa có căn bản mà đã nói đến trưởng thành là không thể được. Cho nên phải lo tu Tiểu Thừa trước. Chúng ta phải tập tu đừng chấp ngã đừng chấp pháp tỉnh ra buông được vọng thân vọng tâm và vọng cảnh rồi dùng tâm thanh tịnh trong sáng ấy mà tu các công đức tiến lên đại thừa tối thượng thừa viên đốn lúc đó chúng ta sẽ thấy khả năng tâm của chúng ta sẽ bao la diệu dụng và hữu ích rất nhiều Lúc đó hàng phục tâm nghĩa là độ được 10 loài chúng sanh ở tâm mình và an trụ tâm sẽ là đưa 10 loài chúng sanh trở về từ tánh Niết Bàn vô sanh mà không thấy một chúng sanh nào được độ. Đó là an cư lạc nghiệp, là giải thoát, minh tâm kiến tánh. Như vậy, trong những năm đầu thuyết Pháp, Đức Phật muốn chúng ta tin 6 căn, 6 trần, sáu thức là hư vọng trước, buông được luân hồi sanh tử. Rồi từ từ Đức Phật mới nói đến tánh kim cang, chân tâm thường trụ của các kinh đại thừa để chúng ta vào pháp viên đúng đó là một đời giáo hóa của Phật bởi vì Phật nói đến đâu còn đợi cho các đệ tử tu chứng phần đó rồi Phật mới nói tiếp nữa đợi cho các đệ tử tu chứng thấy được hết cái giả rồi chứng được a la hán buông được thật sự những cái giả lúc bây giờ Phật mới bắt đầu nói đến đại thừa của kinh kim cang lăng nghiêm vân vân để vào tâm thường trụ ngay nơi mình Chúng ta bây giờ chỉ học thôi chứ không bắt buộc có sự tu chứng. Cho nên chúng ta học nhanh. Học cả tiểu thừa và đại thừa chung cùng một lúc và nhiều Phật tử bây giờ rất thông thạo. Nhiều vị còn trẻ mà đã học Kim Cang và Lăng Nghiêm rồi. Như vậy cũng hay để chúng ta biết đường đi để khỏi bị những cái giả đánh lừa. Chúng ta hẳn biết đường đi đã. Còn tu chứng thì tính sao vì chúng ta không phải là thượng căn và cố gắng nhanh lên. Đức Phật đã thị tịch rồi, nhưng những kinh như kinh Kim Cang đóng vai trò như Kim Chỉ Nam giúp cho chúng ta kiến tánh thành Phật. Đức Phật giảng xong kinh Kim Cang, tôn giả tu Bồ Đề cảm nhận được sự thống khổ của vô minh nên ngài khóc. Cảm thương chúng sanh mê muội mãi loan hoanh trong sáu đạo luân hồi mà không biết họ vốn có tánh Phật thường trụ. Còn chúng ta thì cười và thích cam phận làm ba già mù đi trong rừng xương sọ. Chứ làm cái khác cao thượng hơn thì chúng ta thấy khó khăn không làm nổi. Tôn giả Tu Bồ Đề mừng vì Ngài chữa được bệnh mù loa, vì hai chấp trước ngã và pháp và bốn tướng trạng của ta. Người, chúng sinh và thọ giả không còn quấn chặt Ngài nữa. Ngài vô cùng cảm kích và vui mừng đến chảy nước mắt bởi lẽ bây giờ Ngài đã chứng ngộ rằng trong khi bố thí, nên thực hành hạnh bố thí vô tướng và trong khi độ sinh, nên thực hành cách độ sinh vô ngã. Như vậy gọi là cách an trụ tâm và hàng phục tâm rốt ráo đây là pháp ngữ quan trọng chính yếu của kinh Kim Cang. Đây là pháp viên đốn cao sâu nhiệm màu mà tôn giả Tu Bồ Đề được nghe và được thể nhập. Từ đây, tánh không Bát Nhã Ba La mật của ngài đã được sáng tỏ và từ đây, ngài được mệnh danh là giải không đệ nhất trong chúng trung tôn của Đức Thế Tôn. Kinh này gọi là Kim Cang Bát Nhã, nhưng từ đầu tới giờ chúng ta không thấy trong chánh văn Phật nói gì đến chữ Kim Cang Bát Nhã Ba La mật cả. Nhưng thực ra khi Đức Phật dạy không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng pháp và phi pháp đó là Đức Phật đang khai trí tuệ kim cang bát nhã cho chúng ta. Trí kim cang bát nhã này có sẵn ở nơi mình, chứ không phải của Phật và Phật đang khai mở cho chúng ta thấy. Đức Phật đang dùng lời nói để khai tuệ bát nhã. Hễ chúng ta buông được sự mê muội của ngã chấp và pháp chấp thì tuệ bát nhã của chúng ta hiện tiền chính trí kim cang của chúng ta đang phá những mê muội của mình. Những mê muội đang biểu lộ ở thân khẩu ý đây. Đức Phật đang dùng lời nói. Phương pháp để tuệ bát nhã của chúng ta được hiển thị ra, chính tuệ hiểu biết này đang phá ngã chấp, pháp chấp. Đó chính là tánh biết của chúng ta đang làm việc này. Đấy là kim cang, là chân không bát nhã. Hãy thọ trì pháp ngữ 16 pháp ngữ của chương 2 đến đâu chúng ta tỉnh đến đâu thì đó là chúng ta đang lên bờ kia đáo bị ngạn đến đó. Nhờ công đức thường xuyên thọ trì tụng kinh kim cang mà chúng ta nhận ra tánh kim cang bền chất của mình. Sống với bản thể thường còn của mình cũng như mình có mắt biết thấy, nhưng phải nhờ đèn mới thấy được ban đêm. Kinh kim cang như ngọn đèn, chúng ta nương cuốn kinh để thấy tánh kim cang của mình. Chúng ta dùng tánh kim cang của mình để chữa hai mắt mù đi chữa sự chấp ngã pháp. Khi chúng ta tỉnh ra, buông đi là lúc đã chữa lành bệnh mù loa, là lúc sáng tỏ tánh kim cang bát nhã ba la mật của mình. Nam mô bát nhã hội thượng Phật Bồ Tát, Ma Ha ba lần. Tham khảo Kinh kim cang bát nhã ba la mật, hán dịch, cư ma la thập. Việc dịch, thích trí, tịnh. HTTP Sẹt sẹt v kép v kép v niêm phát, h Kinh kim căn bác nhã ba la mật giảng giải, megapixel 3, tung sư hải Triều âm. 3, tung sư hải triệu